không, chứ tụi em có giúp tụi ông nhắc nhắc kiểu em mình hồi mình đã giúp kiểu tụi em nó dễ. Rồi hôm nay thể theo lời yêu cầu của thằng cháu, mình sẽ làm món nuôi nuôi xào, nuôi sốt cà với thịt bò bằm nha. Đây sốt cà thì mình có thể mua thêm hai cái cà để mình bằm ra mình xào nè, với thêm tương cà. Rồi đây có cái chi bột để vô cái nuôi nè. Món ăn yêu thích của hai ông cháu á. Bò mình mua 300g mình đem bằm. Nhuyễn xong rồi mình để qua bên mình sắc cà nha. Nuôi này trước khi mình luộc á thì mình đem đi ngâm. Mình ngâm một hồi đi, nó khi luộc nó rất là nhanh nha. Cà này mình sắc bột lụ nè. Bò này mình ướp vô một chút với bột tỏi nha. Thằng cháu thì nó không chịu ăn tỏi tỏi sống. Mình thử là mình để bột tỏi này vô nè. Nó không nó ăn được. Chút bột ngọt nha. Chút đường. Chút nước tương. Nãy giờ bây giờ mình để cho mình luộc nha. Cái giai đoạn luộc mà mình ngâm vậy á, nó cũng rút ngắn lại. Chứ nếu mình không ngâm thì nó lâu lắm. Mình cho vô đây thêm một chút dầu mè nha. Dầu mè của Nhật nè. Rồi hôm nay thì ông xã vô phụ trách xào cái món nuôi nuôi xào sốt cà với lại thịt bò bằm, bắt chở lên cho một chút củ hành vô nha. Điêu luyện cho cả nhà. Bơ hòa tan với lại củ hành rất là thơm nha. Giờ thì cho thịt vô. Hồi nãy thằng cháu nó chạy vô nó đòi ăn mì.
thì mình mới nói là mì này thấy nuôi này thấy mì. Bây giờ nó tôm nữa, trời ơi. Bây giờ nó vừa chín thôi nha, chín quá nó sẽ bị chín gai. Rồi xăng ở đây, xăng nữa qua bên đây. Đó, ông xã nói là xào vừa chín tới thôi. Rồi bây giờ bắt cái chảo thứ hai nha, mở hành để củ hành vô. Mình xài cho nó thơm lên nè. Ông đầu bếp nhà mình tay chân Nguyễn Chuyển, ông đầu bếp. Rồi cả nhà, bữa nay chỗ tài nấu cho cháu nội ra. Ủa cho cháu nội chứ không phải cho ông nội luôn hả? Hai ông cháu là cái món diền đó nha cả nhà. Tôi nói vậy mà. Đúng là món diền của hai ông cháu đây. Giờ mình cho cà vô. Nên xíu bột ngọt, tí đường, tương cà, hai ông cháu là một chai tương cà nữa, hay còn không đủ. Bao chai cà hai ông cháu này. Này lát mình ăn riêng thì mình bỏ tiêu, bây giờ không dám bỏ trước, phải còn thằng cháu nó ăn nữa. Lát mình ăn thì mình nói riêng của mình. Rồi cái này là chờ chín rồi mình bắt đầu mình trộn với mì. Rồi như vậy là được chưa ông xã? Rồi xong, bây giờ mình cho nó chung với bò. Rồi cũng cái chảo này luôn, mình cho bơ vào. Chuẩn bị nè, ông xã chuẩn bị xong xôi rồi, bỏ nuôi vô xào với bơ rồi để cái này vô. Bơ đã trang tan chảy rồi, bây giờ để nuôi vào, bớt nuôi nha. Xào nuôi. À,
và sả mơ sắc cà. Rồi thì nào mình ăn cái mình cho một miếng chi bột, một miếng tiêu là xong. Chi cà nữa. Ra dĩa thôi. Hấp dẫn quá cả nhà. Ngon lắm. Không biết bỏ cái gì trước đây. Mình cho tinh gà nè. Nước tinh cà MasterChef Phước của nhà cô Mai rồi. Rồi chi bọt lên. Chi bọt. Hai ông cháu là mê cái này. Bởi cô của nó gửi về một hộp bự luôn cho nó ăn, cho ông cháu nó ăn thỏ mà. Rồi đây tiêu, cái này của mình luôn. Của mình thì phải có tiêu ít thôi còn cháo nó còn ăn nữa. Rồi để miếng ngò vô đây. Rồi xin mời các bạn, bữa nay thì hai ông cháu ăn thôi nha cả nhà. Xin mời các bạn nha. Cao lên đây. Xin mời đầu bếp xếp Phước của gia đình mình nha. Hấp dẫn các bạn ơi. Đây. Ngon quá. Rồi hôm nay thì mình không có ăn cùng với ông cháu của nó. Mình nhưng mà khúc sau thì mình cũng có quay những hình ảnh mà mình với hai đứa bạn mình nghi ngố nhau ăn buổi tiệc cuối cùng để tụi nó, để nhỏ bạn đi về Bỉ nha. Bữa nay thì tiệc chia tay ăn gỏi sen với nhỏ bạn. Còn đây thì hai ông cháu sẽ ăn mì, ăn nuôi xào bò. Rồi chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà mình lúc nào cũng sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hẹn video sau nha. Xin chào. Bữa nay đi rước dâu nha. Rước dâu có hai dĩa gỏi nè. Đây, nàng Như cầm một dĩa. Nàng nữ đâu? Trời, làm như đứng sắp hàng vậy. Đây, thêm một dĩa. Bưng một cái chén nước mắm thôi. Nước mắm khỏi bút ra rồi. Cho nó mau. Bưng hai cho nó đều. Tiến tới từ từ. Đây, nàng nữ, một dĩa. Bữa nay nàng nữ cho 1/4 cái mít chín luôn. Còn nàng Như thì mua sầu riêng. Biết ý bạn mình nè. Bữa nay 4 người mình ăn gỏi sen. Bữa nay 3 đứa mình ăn món gỏi sen nè nghe. Con thợt gỏi sen, chè đậu đỏ mà bột bán nhiều quá thành thử rồi thành chè bột bán đó. Rồi có mít nữa, nhưng mà mít mình để tủ lạnh rồi chưa có lột. Sầu riêng thì lột rồi thì mình để ăn trước nha. Ăn nửa chén là không ăn nhiều. Rồi, nàng nữ múc cơm đi, bữa nay nàng nữ đứng ngồi gần con bé con.
Rồi cầm lên, cầm chén lên, xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà ăn cơm với lỗi sen, giỏi ngó sen tôm thịt. Rồi xin mời nha, ông Phước vô luôn. Rồi vô liền.